Cả nhà đi. Con mời cả nhà. Con mời cả nhà ăn kẹo. Đúng rồi. Con mời cả nhà ăn kẹo. Cầm một nắm về thế rồi hả? Lấy thêm cái tải đúc vào. Thank you.
cao đúng không? Nhấc cao đi, nhấc cao cái này đi. Gật ra, thế. Cho ấy bốc, thì mình bốc ra. Bốc này ra cái chậu rồi. Đấy, xong rồi đưa ấy cái này vào. Đưa cái bàn ra đây. Lưu cái bàn khác, mới chỉ sạch cái, lưu cái bàn chỉ sạch cái nào. Đấy. Làm bụng cái này nữa. Rồi, hạ xuống dưới, cho xuống dưới. Thanh ngắn, thế. Xong rồi lại cho đổ vào thế, xong rồi mới hạ nó xuống. Xong rồi hết cái này vào, xong rồi. Không phải cái nó ngoài cái nó.
Bóc được á? Con đi bóc á? Cô bóc nhá. Cô bóc cho con nhá. Con ở đây ăn con. Con đừng động vào đấy, con đừng động vào đấy nhá. Tay thì quay rồi. Con ráo ăn nhá. Mời cả nhà nhá. Cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Đúng rồi. Chú mời cả nhà đi. Con mời cả nhà. Con mời cả nhà ăn kẹo. Đúng rồi, con mời cả nhà ăn kẹo. Em mê râu, con dạ. Nước chè. Em mê ở bên kia. Con nước chè. Đúng rồi. Ngon, ngon, ngon. Rất ngon. Kẹo lạc uống nước chè. Uống kẹo lạc không? Ăn kẹo lạc không? Ăn kẹo lạc không? Kẹo lạc không? Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon lắm ạ. À. Ngon lắm ạ. Qua nó quét hùng thùng. Nó quét hùng thùng lào bài cài 3 cân. Này đừng qua nó quét. Chê chê. Cái gì chơi ăn kẹo lạc uống nước chè đúng là ngon thật luôn nhá. Tuyệt vời luôn đấy. Cái gì vậy? Con cũng mời. Rất là ngon. Con phải... Ừ. Ngon tan. Con mua kẹo. Dạ, kẹo ngon không? Kẹo ngon. Ngon nha, ngon con ăn nữa không? Rất ngon. Con ăn cái này. Ăn cái này thôi á? Ừ. Là con nước chè có miệng ngon thiệt. Chè. Đúng rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Ừ. Ngon tuyệt vời. Con có bị mũi đốt không? Có. Có à? Có bị mũi đốt à? Đi heo thịt rồi. Vâng, thế con ngồi đây tí nữa cô đơn đi nhá.